Nhân dịp kỷ niệm 48 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, mùng 2 tháng 12 năm 1975, mùng 2 tháng 12 năm 2023 và kỷ niệm 103 năm ngày sinh của Chủ tịch Khai Sòm Phôn Vi Hẳn, 13 tháng 12 1920, 13 tháng 12 2023, người bạn lớn và vô cùng thân thiết của nhân dân Việt Nam. Vào sáng ngày 12 tháng 12 tại thủ đô Viêng Chăng, đoàn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, Ban cán sự Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Lào đã đến dâng hoa trước tượng của Chủ tịch Khai Sòm Phôn Vi Hẳn và Bảo tàng Khai Sòm Phôn Vi Hẳn và thăm nhà lưu niệm cố Chủ tịch Suphanuvong. Tại các địa điểm, đoàn đã dâng hoa và dành một phút mặc niệm để tỏ lòng kính trọng, sự ngưỡng mộ và tưởng nhớ tới Chủ tịch Khai Sòm Phôn Vi Hẳn và Chủ tịch Suphanuvong, những nhà lãnh đạo đã có công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng Lào và mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam, cũng như đối với hòa bình khu vực và thế giới. Đoàn cũng thăm bảo tàng Khai Sòm Phôn Vi Hẳn và nhà lưu niệm cố Chủ tịch Suphanuvong, nghe giới thiệu về thân thế, sự nghiệp cách mạng của hai chủ tịch, về sự hợp tác chặt chẽ, gắn bó keo sơn, trên tinh thần hạt muối cắn đôi, cọng rau bẻ nửa giữa cách mạng Lào và Việt Nam. Tại các điểm thăm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy tại Lào, đồng chí Nguyễn Đình Hà đã thay mặt đoàn ghi lại những dòng lưu bút đầy xúc động vào sổ lưu bút, khẳng định các thế hệ trẻ hôm nay sẽ luôn ghi nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Khai Sòm Phôn Vi Hẳn và Chủ tịch Suphanuvong, nguyện tiếp tục nỗ lực hết sức mình để vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.